Xin chào các bạn nhé, đây mình giới thiệu cho các bạn, đây là một chiếc bẫy chuột này. Mình tự làm từ những cái vật liệu là những cái chai nhựa cũ, mình dùng kết nối với nhau này. Đó, một quả bóng này. Đây là cái lắp để mình có thể đổ thóc vào. Trước hết để mình giới thiệu về cái bẫy chuột này nhá, thì là mình dùng hai cái ống nhựa này, mình kết nối vào nhau này. Đấy. Và mình có thả vào đây một cái quả bóng này. Mình sao quá. Mình kéo vào gần đấy. Mình chặn cái chặn ở đây để quả bóng không rơi được ra được. Nhìn thấy mặt gì. Và quả bóng không rơi được vào. Khi con chuột vào thì nó sẽ hoạt động như này nhé, các bạn nhìn nhé. Nó sẽ đẩy quả bóng lên và chuột sẽ đi vào. Và khi chuột đi vào thì quả bóng sẽ tự động rơi xuống và chạy ra ngoài này nhé. Thì chuột không thể đi ra được. Tưởng đừng có đẩy cái chai ra xa tí. Ngồi ra đằng phía đằng trước nhỉ. Đấy, thế đấy, đúng rồi. Đây. Mình có để cái lắp đây nhá. Để mình mồi này là mình sử dụng là hoàn toàn là mồi thóc nhá, tự nhiên nhá. Bạn này hướng dẫn lại cái nguyên lý hoạt động. Nói kỹ nguyên lý hoạt động. Mình để thóc vào đây. Đấy, sau đó mình lắp chảy lại nhé. Nói kỹ nguyên lý hoạt động. Cái quả bóng đây là mình tạo ra, đây là cái đường để con chuột đi vào này. Đây con chuột đi vào này. Khi đẩy quả bóng đến đây nhá, thì đã có một cái thanh gỗ mình cài vào đây này. Khi con chuột đi vào đây đẩy quả bóng lên này, thì quả bóng sẽ im sẽ tự động lên này. Đấy, và đi vào, chuột đi vào thì quả bóng sẽ tự rơi xuống nhá và lăn ra ngoài này, thì không thể đi ra được nữa. Các bạn nhìn kỹ chi tiết này. Với những cái bẫy chuột như này thì nó rất là an toàn cho những cái con động vật nuôi ở trong nhà mình ấy. Thì sẽ không sợ ảnh hưởng đến vật nuôi nhé. Và khi con chuột, kể cả khi con chuột mà vào bẫy thì là chuột vẫn hoàn toàn được khỏe mạnh. Khi chuột đi vào thì vào bẫy rồi ấy, thì mình thả, khi mà mình thả chuột về cái môi trường tự nhiên đó, cái môi trường tốt hơn cho chuột ấy, thì mình bỏ cái nóc này ra và mình để nghiêng cái hộp này xuống thì chuột sẽ đi ra một đường này. Các bạn có thể thấy một chiếc bẫy rất là an toàn. Mồi thì mình sử dụng là mồi thóc tự nhiên. Cái này loài chuột rất là thích. Đây mình đổ thêm vào. Các bạn xem đăng ký kênh và ấn nút like và thả tim ủng hộ mình nhá. Để mình sẽ cố gắng nghiên cứu và đưa ra những cái loại bẫy chuột an toàn, thân thiện với môi trường.
Đây đường gì? Đường chuột đi vào đấy. Tôi xin chào các bạn nhé. Để mình 8 giờ tối nay mình sẽ gửi đến cái video, mình sẽ thử nghiệm chiếc bẫy chuột này nhé, bằng thực tế nhé, bẫy chuột thực tế nhé. Chào các bạn.